Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên Youtube Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 137 của bộ truyện Đại đạo chi thượng có tác giả trạch chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha ờ, Trước khi bắt đầu nội dung của tập 137 chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha Ở tập trước thì Trung Quỳ đuổi theo sát cái đám người trần thực Cũng may là có hai cái vị quả thổ phán quan chặn lại Và hát qua thì chạy rất nhanh cho nên là trong chốc lát đã thoát khỏi truy đuổi của Trung Quỳ. À, Sa bà bà đã mượn cái thanh du lông kiếm của Trần Thực để cả bọn cả mọi người để cho cả mọi người quay lại Dương Giang Vì các bọn bị đánh tơi tả, cho nên Trần Thực đã dẫn bọn họ trở về Hồng Sơn Đường để dưỡng thương. À, sáng hôm sau á, thì Trần Thực đã dẫn nếp nếp lên đường đi cho đại tử vong cốc để hê tìm Trung Quỳ. À, sau khi nhìn thấy nếp nếp á, thì Trung Quỳ biết đây là thanh thiên đại lão gia, cho nên đã đồng ý giúp Trần Thực xử lý hai cha con cùng nương lái thuyền, rồi à, tới tìm đánh bọn họ, à, buộc với bọn họ đi cứu à, mẫu thân của Trần Thực thì thôi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 137 của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh của Mô Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, Chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Hai phụ tử thuyền phu thấy không còn đường thoát, nhìn nhau một cái, đột nhiên đồng loạt nhấc chân, giẫm mạnh xuống đất, trời đất đảo ngược, khúc thương hạ kêu ngược, cái chiếc thuyền hoa đã xuất hiện nơi âm phủ. Hai cha con người chèo thuyền hiện ra chân thân Chính là hai cái vị quỷ thần đầu ngựa Thân cao đến mấy trăm trượng Toàn thân quỷ hỏa bùng lên Cái người chèo thuyền tay cầm cây sào trúc Như là một cây trường thương xuyên thủng cả trời đất Lớn tiếng quát Chúng quỷ Người khác sợ ngươi. Nhưng mà cho con ta không sợ ngươi. Lúc này Bọn họ đang ở Tây Kinh Cha con người chèo thuyền kéo họ vào âm phủ chúng quanh lập tức hiện ra từng tôn nguyên thần to lớn vô cùng ngồi chiếm trệ trên bầu trời đó chính là nguyên thần của các tồn tại cảnh giới đại thừa mạnh mẽ vô song quỷ thần không thể tới gần ánh mắt bọn họ xuyên qua hai giới âm dương mọi thứ hiện ra rõ ràng trước mắt âm phủ của tây kinh lớn hơn dương gian có vạn lần những nguyên thần này nằm rải rác từng nhóm ba hai chấn áp một phương bọn họ bị động tĩnh từ phía này thu hút lại lập tức nhìn qua từng người hiện lên cái vẻ kinh ngạc Hả? ba tuôn quỷ thần à không đúng là bốn tuôn hình như còn có chân thực cũng ở trong đó thì phải chúng quỳ cũng không có đồng thủ mà phía sau họ thiết kỵ đã hiện ra chân thân của ngưu đầu la sát cao khoảng ngàn trượng thân hình như là một ngọn núi sắt đứng sừng sững giữa mây mù một trưởng vỗ xuống cái người chèo thuyền quay người gầm lên đâm cái trường thương ra trường thương xoay tròn phát ra âm thanh quỷ khóc thần gào thê lương vô cùng cái người chèo thuyền bước đi vững chắc cơ bắp toàn thân bật lên từng tiếng bùm bùm thực lực thân thể được đẩy lên đến cực hạn hắn lại sinh vật âm phủ luyện thành thân thể quỷ thần mới được làm âm sai có được chức vị trong âm phủ cái bản lĩnh này không phải là dễ dàng có được Dựa vào thiên phú dị bẩm Cùng với cái sự khổ luyện gian khổ của hắn Hắn đã từng bắt giữ không ít nhân vật lợi hại Đang lang thang trong dương gian Trong đó không thiếu những kẻ có cảnh giới hoàng hư đại thừa Thọ nguyên cũng đã tận mà vẫn không muốn chết Dùng đủ loại biện pháp để giữ mạng Thậm chí là bố trí đủ loại cạm bẫy, trận pháp, kêu gọi bạn bè, hồng giết chết năm sai tới đòi mạng. Hắn trưởng thành trong những trận chiến sinh tử như vậy Tự nhận bản lĩnh không thua kém bất kỳ Phán quan âm xoáy nào Chỉ là địa phủ trọng dụng cái kẻ thân quen Hắn mới rơi vào trong cái cảnh làm âm sai Một thương này đâm ra Cái mũi thương lóe sáng như là đóa hoa Làm cho người ta hoa mắt chóng mặt <laughs> Mạnh thiệt Quỷ thần này thiết là cường hãn hơn Trên bầu trời có một tôn nguyên thần cảnh giới đại thừa tán thắng quỷ thần dung hợp với thân thể và nguyên thần thành một không thể tách rời chiêu thức trường thương này triển khai ngay cả họ cũng cảm thấy vô cùng hoàn mỹ ngưu đầu la sát một trưởng vỗ xuống trường thương nổ tung từng đoạn trong nhà mắng có đôi tay của hối người chèo thuyền máu me đầm đìa cánh tay đầy máu thịt không chỉ là trường thương bị đánh tan mà ngay cả thân thể quỷ thần của hắn cũng bị phá quỷ cái cổ lực lượng, lượng hùng hậu đến cực điểm kiên nghiện ép xuống Cái người chèo thiện dơ có đôi tay ra đỡ Mặt đất dưới chân nước ra một vết nước thật là lớn Tạo thành một khe rảnh dài dạ đến cả trăm dặm Hai chân của hắn căng cứng đến cực hạn da thịt nước thoát Khí quyến trong cơ thể sôi trào Phun ra từ các lỗ chân lông trên bề mặt da Nóng bỏng như là lửa Hắn rung rẩy hai chân Cuối cùng không nhịn nổi nữa mà phịch một tiếng quỳ xuống Tại Tây Kinh nhiều tôn nguyên thần cảnh giới đại thừa thế cảnh này không khỏi chấn động. Cái người chèo thiện vốn là quỷ thần đầu ngựa, thực lực vô cùng cường hãn Trong dương gian có thể nói là không mạnh bằng bọn họ, nhưng mà ở âm phủ, quỷ thần thực lực tăng vọt, có thể mượn lực lượng của trời đất âm phủ, ngay cả bọn họ cũng phải kiên dè vài phần. Vậy mà, trước mặt quái nhân đầu bò kia, hắn lại không thể ra tay được một chiêu, lập tức để bị đánh tan tác Thực lực như vậy Thật khiến cho người ta kính nể Lúc này Có một tôn nguyên thần cảnh giới đại thừa Anh mắt rơi vào chung quỳ Đang mặc áo đỏ bên cạnh trần thực Hở ừ, Chính là hắn Là thần quái đêm qua chiến đấu với phán quan Quả thủ của âm phủ đây mà Từng người chấn động Tối hôm qua Hỏa phán và thổ phán liên thủ Tấn công chung quỳ Trong âm phủ đánh nhau Lông trời lở đất chung quỳ chi hiện nửa thân trên tại âm phủ lập tức đánh hai đại phán quan thua cho tan tác tổ phán quan xích một chút nữa đã bị chung quỳ ăn thịt may mắn thay hàng trăm quỷ thần và âm sai trong âm phủ nghe tin kéo tới giết về phía chung quỳ cái trận chiến đó đánh cho âm phủ sụp đổ trời đất xích một chút nữa đã lan tới tây kinh tại hy tây kinh có không ít tồn tại cảnh giới đại thừa và hoàng hư ngồi trấn giữ Cùng với cái sự áp chế của chân vương cửu điện Họ đã chặn đứng được những luồng xung kích mạnh mẽ Cái trận chiến này trần thực qua những người đồng hành Vì phải chạy thoát mà không chứng kiến được Nhưng mà những cường giả của Tây Kinh này Thì lại thấy rõ như ba ngày Họ thấy những cái vị quỷ thần mặc áo đỏ Mặt sắt râu tóc xoắn quập Chứ dù bị vây hãm bởi vô số quỷ quái Vốn là giết chết và ăn thịt không ít bọn chúng Cái trận chiến đó là cho những cái kẻ quan sát cũng phải rùng mình. Sau đó, cái số lượng quỷ thần càng lúc càng đông, thậm chí là có những quỷ thần mạnh mẽ hơn nữa từ xa kéo tới, chung quỷ mặc áo đỏ buộc phải rút lui, trở về dương gian. Tại sao hắn lại đứng cùng với trần thực chứ? Những nguyên thần này vô cùng kinh ngạc. Không lẽ ngoài tạo vật tiểu ngủ ra Chẳng thật còn có thêm chỗ dựa khác nữa sao Đúng lúc này Cái cô nương lái thuyền bỗng nhiên quỳ gối Hướng về phía trần thật mà bái Phụ tử ta biết sai rồi Nguyện đi tìm hồn phách của lệnh đường Cái cảnh tượng này Khiến cho các tồn tại cảnh giới đại thừa chấn động Không khỏi nghi ngờ Liệu mình có nhìn lầm hay là không Chẳng ừ. thật Ở âm phủ có chỗ dựa dưỡng chất Thế nãy âm xe có phải quỳ trước mặt hắn sao Chúng quỳ nhìn về phía trần thực Trần thực khẽ gật đầu Tuyền hoa trở lại dương gian Tại Tây Kinh Những nguyên thần cường đại điều hoang mang không chắc chắn Hình như Quý thần áo đỏ không phải là chỗ giữa của trần thực Khi trần thực gật đầu Thì quý thần áo đỏ mới dẫn bọn họ quay về dương gian Có lẽ như trần thực Mới chính là chỗ giữa của hắn thì phải Cái phát hiện này khiến cho bọn họ kinh ngạc quá đổi Trần thực ở âm phủ cũng có thế lực mà còn đáng sợ hơn cả ở dương gian đây là những gì họ tận mắt chứng kiến chắc chắn là không sai không lâu sau hai phụ tử cô nương chèo thuyền bị áp giải tới tân hương hội quán được đưa đến bên cạnh nếp nếp thiết chị đá một phát vào đầu gối của hai người khiến bọn họ phịch một tiếng quỳ xuống Thành thiên đại lão gia ngồi trên ghế nét mặt nghiêm túc nhìn hai người có đôi chân nhỏ lơ lửng không ngừng đung đưa qua lại chậm rãi gật đầu rồi nói bản phẫu chẳng công là hài tử Càng càng đa lễ cái lời nói nghe vô cùng thuần phục thiết kỳ nghi ngờ nhìn về phía chung quỳ chung quỳ lắc đầu nói khẽ chợt chấn là thanh thiên đại lão gia không thể sai được thiết kỳ hạ giọng nói nhưng mà thanh thiên đại lão gia khi gặp ta cũng nói y như vậy đó Nhịn kìa Tiểu tử hội trần còn đưa kẹo hù lô cho Đại lâu gia ăn nữa Trung quỳ ngẫm như một lúc Rồi lại nói Cô lẽ đó là câu mà trần thực dạy cho nàng Thanh thiên đại lão gia Vẫn còn chìm trong mê thai Chưa thức tỉnh ký ức hey, Ta sẽ đi bóp chết hắn Thiết trị bước lên một bước Trung quỳ lắc đầu ừ, Hắn không có ý Thanh thiên đại lão gia rất là vô dẫm vào hắn Ngươi mà đồng thủ lại hắn đại lão gia ngược lại sẽ quán giận ngươi hận ngươi hơn nữa chúng ta là quỷ thần âm phủ ở dương gian cần có đồng minh nếu không đừng hồng quay trở về được thiết chị dư về một lúc rồi lại nói ta nghe lời ngươi thanh thiên đại lão gia nhảy khỏi trế vui vẻ chạy đi ăn kẹo hồ luôn hồ phi phỉ vội nói trẻ con buổi tối ăn ít kẹo thôi nếp nếp quay đầu nhìn về phía trần thực trần thực cười nói <cười> Chạy giờ còn sớm Ăn xong nhớ xúc miệng Nếp nếp hân hoàng treo lên <laughs> Ngươi cứ chiều chủ nó đi Hồ phi phỉ, phỉ cằn nhằn Trần thực chia tay về phía cô nương lái thuyền Kéo nàng dậy cười nói <cười> Hai vị Định khi nào khởi hành hả Cô nương chèo thuyền nhìn phụ thân mình Đáp Giải nguy lão gia Xin để cho phụ thân ta dưỡng thương hai ngày Trần thực cười nói <laughs> Hẹp vậy Ban đầu nếu mà thành thật đói đẩy Há lại tới nỗi này Hai phụ tử họ nghe vậy thì cuối đầu Không nói lời nào Trần từ cuối cùng cũng thở vào nhà nhõm Định về nhà báo bình an Thì Hồ phí phỉ lập tức gọi lại Nói Tiểu thập Mấy ngày tới hãy chuyên tâm chuẩn bị Đừng chạy lung tung nữa Kỳ thi hội đã định ngày rồi Chính là vào ngày 25 tháng này Chỉ còn có vài ngày nữa thôi Trần Thực lập tức nghiêm mặt Gật đầu nói Ta sẽ ta về rồi Ta sẽ chuyên tâm học hành Hồ Phi Phỉ tiếp tục nói Kỳ thi lần này trước dân sau giỏ Thi dân gồm Kinh nghĩa nhiều luận sách Còn giỏ thì thì thực chiến tu vi pháp thuật Người đạt hạng nhất sẽ là Hội nguyên sau đó còn phải đi đến Điện thí mới quyết định cái ngôi vị trạng nguyên Nhưng mà đó là cuộc tranh tài của 10 người đứng đầu kỳ thi hội trần thực hỏi ừ, vậy ngươi có tham gia thi không hồ phi phỉ trả lời ta đã hỏi rồi thi hội ở tây kinh không cho tin quái dự thi nhưng mà ta sẽ tìm tộc trưởng có lẽ ngài ấy pháp được thông thiên có thể giúp ta chen chân vào trần thực hỏi vậy ngươi đã tìm được lan quân như ý chưa vậy hồ Phi phỉ thở dài <cười> <cười> ta đã nhắm được hai ba người đều rất là khá nhưng mà xem ra không phải là trạng nguyên rồi trần thực cười nói <cười> người đừng có mơ tới trạng nguyên nữa trạng nguyên lần này ta chắc chắn lấy rồi khi hắn về tới nhà chờ đã tối mịt trần đường đã chuẩn bị đi ngủ rồi thế hắn trở về ta lập tức nói ta đã để phần cơm cho ngươi giặt qua nhưng mà đừng có ăn vội để ta kêu nhà quàng không nóng lại Trần Thực cùng với Hắc Hoa đi rửa tay. Một lát sau, cơm canh đã được hâm nóng dọn lên bàn. Trần Đường ngồi bên cạnh nhìn bọn họ ăn, hỏi: Giờ đã làm xong chưa? Trần Thực cấp một miếng thức ăn, đáp: Dù có một chút khúc chiết nhưng coi như đã thuận lợi. Hai cái vị bằng hữu của ta đã đồng ý rồi. Ừ, bọn họ chuẩn bị đi âm phủ đi cứu mẫu thân ta. Chỉ có điều họ đang bị thương và dưỡng thương vài ngày. Trần Đường lo lắng hỏi Sao lại bị thương Có nặng lắm không <laughs> Là ta kêu người đánh đó. Trần Thực vừa ăn vừa ấp uống nói Nhưng mà Có một chút hơi nặng Trần Đường nghiêm mặt Người phải đối đãi thành thật với người khác Đừng cứ lúc nào cũng đánh bạn bè Kỳ thi hội sắp tới rồi Người học dân từ chưa tú tại có phải không Trần Thực gật đầu Trần Đường nhẹ nhõm hơn một chút Nói Hey, ta cũng học từ hắn Ngươi tham gia kỳ thi hội lần này Ta không lo về cái phần thi văn của ngươi Chú Tiếu Tài rất uyên tham về kinh sử, tử tập Có thể nói là thiên hạ ít người bị kịp Nhiều cổ thư hiếm có trên đời Hắn ta đều có Ngươi theo hắn học Thi văn chắc chắn nằm trong ba hạng đầu Trần Thực nghe vậy lập tức cười rạng rỡ nói <laughs> Nói như vậy Năm đó ông cũng theo chú thứ Tài học hả? Nhưng mà sao lại không đổi cả nguyên vậy Trần Đường điềm nhiên đáp Ta đứng đầu trong kỳ thi quyện và thi hương Nhưng mà khi tới kỳ thi hội Ta chỉ xếp thứ 14 13 cái người đầu tiên trên ta Đều là con cháu của Thập Tam Thế Gia Dù vậy Cái bài luận của ta Ở trong kỳ thi dân Được nhiều cử nhân ở Tây Kinh khen ngợi đó Ý nhìn thẳng vào mắt của Trần Thực Chỉ cần người theo chu thú tài Học hành nghiêm túc Phần thi dân Chắc chắn không có vấn đề Trần Thực ướng ngực Cười nói <cười> Phần thi dân của ta chắc chắn không có vấn đề Trần Đường hỏi tiếp Nhưng mà còn có phần thi võ Người có nắm chắc bao nhiêu phần không hả Trần Thực lập tức triệu ra Nguyên Anh Một cái đứa trẻ trắng tinh trôi nổi trên không trung Cuộn tròn thân mình Từ từ duỗi hai chân hai tay ngáp một cái Trần Đường nhìn Nguyên Anh của hắn Ánh mắt lóe lên vẫn chưa có đủ Con cháu của thập tam thế gia tham gia kỳ thi hội lần này Phần lớn đã thu thành nguyên thần hết trơn rồi Trên lệch về cảnh giới rất là khó bù đắp Bọn họ có những nguồn tài nguyên mà ngươi không có Nếu mà thiên chất không cao Họ sẽ mua linh thai thất phẩm, nhị phẩm để bù đắp Còn nếu mà thiên phú không tốt Thì bọn họ sẽ uống đủ loại linh đan dịu dược Dùng lông can phượng quyết để rèn luyện kinh mạch Nếu mà ngộ tính không cao Họ sẽ mời lão sư riêng để nâng cao khả năng lĩnh ngộ trần thực nghiêm túc đáp ta chỉ có mạnh hơn họ chứ tuyệt đối không kém hơn họ đâu trần đường lắc đầu nói miệng thì không có bằng chứng trần nhận đô có dạy ngươi cái gì không hả? bản lĩnh của ngươi chắc chắn là chu thứ tài dạy cả rồi hắn đã truyền cho ngươi những công pháp gì trần thực lắc đầu chu thứ tài không dạy công pháp cho ta công pháp của ta là từ trong mộ chân dương tìm được á trần đường sững sự công pháp mộ chân dương Ờ ừ, cũng tạm Ngươi học phần nào trong tu chân thập thư rồi Trần Thực mở to mắt Ngạc nhiên hỏi Ông học tu chân thập thư sao Trần Đường Rốt cục ông là cảnh giới gì vậy Trần Đường khẽ nhíu mày Có vẻ không vui khi bị hắn gọi Thẳng tên của mình Trần Thực thấy Y không trả lời Bất chợt liếc thấy cái thanh đao kiếm trên bàn thờ Linh quang lóe lên trong đầu Lập tức nói ông tu luyện quyền di kiếm kinh trong thập thư kiếm pháp của ông tinh di quyền diệu ta đã từng thấy sự lợi hại của quyền di kiếm kinh trên người của tôn nghi sinh đại nhân rồi công pháp này có thể giúp tu sĩ đạt đến cảnh giới cao thâm thậm chí là phi thăng luôn chú tới đại truyền cho ông công pháp này quả thật quá là tuyệt nhưng mà hắn đặt cái đũa xuống mỉm cười, <cười> ta từ trong mộ chăn dương tìm được cái thứ còn tốt hơn trần đường nhướng mày Lấy một cái chiếc đũa từ trong ống đũa Nói Ta sẽ không dùng thần thai Chỉ dùng pháp lực của cảnh giới quá thần Mô phỏng thực lực cốt lõi của con cháu thế già Đối với người một trận Để cho người biết được Thực lực thật sự của họ mạnh đến thế nào Cần thực Đẩy cái chiếc ghế tròn ra sau Đứng dậy Chiến ý hừng hừng Cười lớn Ha 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 Chẳng đơn Ta đã sớm muốn cùng so tải với ông rồi Nơi này hơi chặt chội chỉ bằng ra bên ngoài thành đấu một trận. Trần Đường vẫn ngồi trên ghế, không có nhúc nhích, tay kẹp chặt chiếc đũa bình thản nói. Con <laughs> không được dạy dỗ nghiêm chỉnh, đó là lỗi của người cha. Có lẽ ta đã đánh người quá ít, để khiến cho người trở nên không nghe lời. Không cần phải ra bên ngoài, chúng ta sẽ ở ngay trong căn phòng này. Khi nào ngươi có thể ép ta phải đứng dậy, ép ta ra khỏi căn phòng này. Thì lúc đó người mới có đủ tư cách tranh tài với những con cháu của thập tam thế gia được thôi Ngày tức khắc Trần thực đẩy Tư vi lên đến đỉnh điểm Sau đầu hắn hiện ra một loạt lực trường Tao thành lục trọng tiêu Pháp lực hùng hậu như là biển cả Mỗi một trọng tiêu tương đương với một tầng bát cực kim khuyết Sáu tầng bát cực kim khuyết xếp chồng lên nhau Khiến cho khí quyết của hắn dâng trào Thân hình nhanh tới mức Mắt thường khó lòng theo kịp cái đoạn xuất thủ của hắn nhanh như là ti chớp Không cần thu hội ngũ lôi Chỉ cần dốc hết sức Là cái tiếng sấm đã vang rền Đe dọa các đức nguyên thần của đối phương Hắn không nhắm vào chỗ yếu hại của Trần Đường Mà chỉ nhắm vào cái xương quay đòn của y Định cho Trần Đường một bài học nhỏ Vậy mà Vừa khi tay của hắn đưa ra Thì cái lòng bàn tay lập tức tê rần Vì cái chiếc đũa đã điểm trúng ngay trung tâm của bàn tay Giải tỏa toàn bộ hưu lực đạo. Trần Thực lập tức xoay người nhấc chân lên, đỉnh, chém vào sau gáy của hết trần đường. thì lúc này cái chiếc đũa trong tay của trần đường đột nhiên phân ra làm hai. Hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Lần được điểm chúng các điểm trên cơ thể của hắn. Lòng bàn tay, lòng bàn chân, cổ tay, cổ chân, khỉu tay, đầu gối. Những cái chỗ bị điểm chúng, Trần Thực lập tức cảm thấy hai tay của mình mất hết cảm giác như thể đã bị chật đứt tiếp theo đó cả hai cánh tay hai cái chân cũng lần lượt biến mất khỏi cảm quan của hắn cái chiếc đũa trước mắt của hắn liên tục phân hóa càng ngày càng nhiều điểm chúng trước sâu thân thể của hắn trần thực chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như thể cũng bị cắt đứt rời từng cái bộ phận dần dần mất đi cảm giác cái chiếc đũa của trần đường lướt qua cổ họng của hắn khiến hắn có loại cảm giác mình chỉ còn lại có một cái đầu trôi nổi trong không trung Bất hắn lóe lên kim quang Định dùng hai cái luồng kim quang đó Định chém trần đường Nhưng mà ngay lập tức Cái chiếc đũa của trần đường đã điểm trúng mi tâm của hắn Toàn bộ cảm quan của trần thực lập tức biến mất Hắn ngã gục xuống đất bất động Hát qua giật mình Cái trận đấu kết thúc quá nhanh Nó còn chưa kịp ăn cơm xong Nó vội vàng nuốt miếng cơm cuối cùng Chuẩn bị đặt chén đũa xuống vừa đỡ Trần Thực dậy. Trần Đường nhẹ nhàng đặt chiếc đũa xuống, nhấc Trần Thực lên vai, nói Vì cứ tiếp tục ăn đi, ta mang nó về phòng. Gần đây nó không được nghỉ ngơi đủ, mệt mỏi quá rồi, để cho nó ngủ một giấc thật ngon. Hất Hoa lập tức ngồi xuống bàn ăn tiếp. Trần Đường đưa Trần Thực về phòng, cởi ngoại y và giày của hắn ra, rồi đặt hắn vào trong chăn, đắp kín mền cho hắn. Nhìn cái khuôn mặt của Trần Thực Cái biểu cảm nghiêm túc của Trần Đường dần dần giãn ra Cái ý mỉm cười nhẹ nhẹ Tới canh ba Thẩm hồng nương của hồng nương hội Đã dẫn theo các cao thủ trong hội Mới phục tại nơi bắt buộc Phải đi qua tới quảng tích khố Lặng lẽ chờ đợi Trần Thực xuất hiện Trời đã sáng từ lâu rồi Nhưng mà Trần Thực vẫn chưa có tới Trong khi Cái đàn bò dê bên ngoài đồng Đã xin thêm mấy lứa Hai phụ nhân đang mang thai còn lại Cũng không chịu nổi nữa Thẩm Hồng nương mắt đã dạy đi Cô đã mắt vô hồn nhìn về phía Tây Kinh Tự hỏi Chẳng thật Có tới quản tích khố nữa không vậy Mỗi tháng hắn đều nhận phần lương thực của triều định Có thật sự yên tâm được không hả Trong nội thành Tây Kinh Tại Trần Phủ Trần thực bật dậy khỏi giường lớn tiếng chặn đường chặn này không tính lại đấu thêm một trận nữa chặn đường hất quay đi vào sủa hai tiếng ừ. hắn lên chiều rồi hả vẫn chưa về sao trần tử lúc này mới nhận ra mình đang ở trong phòng trời đã sáng rõ chắc hẳn hắn đã bị trần đường đánh ngất rồi được đưa lên giường nghỉ ngơi tuy nhiên hắn không hề có dấu vết bị thương ngay cả nơi bị đũa của trần đường chạm chúng cũng không để lại vết thích nào cũng không có dấu hiệu tụ máu ngược lại sau một giấc ngủ hắn cảm thấy tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết mệt mỏi của những ngày qua cũng đã tan biến hết lúc này trần đường từ chiều trở về xếp theo mấy cái bánh bao bước chân vào sân gọi vài tiểu nha hoàng và vài người nữa cùng ăn sáng trần thực lập tức chạy ra bên ngoài định thách đấu với y thêm một trận nữa nhưng rồi lại dừng bước đi rửa mặt và chải chuốt trần đường nhìn thấy trần thực đã trở nên điềm tĩnh không còn hấp tấp rất là hài lòng sau khi ăn sáng xong trần thực cũng không tìm trần đường để đấu thêm một trận nữa mà là thay vào đó hắn bắt đầu suy nghĩ kỹ càng hơn về những cái thiếu sót của mình hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới nguyên anh viên mãn Hôm qua trần đường chỉ sử dụng tu vi hóa thần cảnh Nhưng mà khoảng cách tu vi giữa hai người Thật chất không quá lớn Nếu cả hai đều là tu sĩ có thần thai giống nhau Tu luyện cùng một công pháp Thì nếu chênh lệch một cảnh giới Thì tu vi có thể nói là khác biệt một trời một vực Nhưng mà trần thực tu luyện tiêu lăng đế trương công Là một cái công pháp cấp tiên trong khi cần đường sử dụng huyền vi kiếm kinh từ trong tu chân thập thư Tôi đã gần đạt đến cấp tiên rồi Nhưng chỉ có thể tu luyện tới cái cảnh giới phi thăng Không thể tiến xa hơn nữa Nguyên anh của Trần Thực lại lớn hơn bình thường Hồn phách của hắn gần như là thực thể Thêm vào đó Hắn còn sở hữu ba cái thần thai là Thạch Cơ, Thiên Cơ và Nguyên Anh Cái điều này giúp hắn có thể sang bằng cái sự khác biệt về cảnh giới hm. Ta thua là thua ở chiêu thức Ánh mắt trần thực lóe lên từ trước đến nay Hắn luôn chiến đấu theo bản năng Không có dựa vào nhiều kỹ thuật Chỉ chú trọng tới cái việc sử dụng những chiêu thức đơn giản nhất Để nhanh chóng hạ gục đối thủ Cái bản năng sát thủ này Dường như là đã khắc sâu vào trong quyết mặt của hắn Khiến hắn khi mà vào trận chiến Thì sẽ lập tức kích hoạt cái trạng thái săn mồi Nhưng mà Đối với cao thủ như là Trần Đường Những chiêu thức đơn giản và thuần túy Lại trở nên vô dụng Trần Đường dường như là có khả năng dự đoán trước Hắn chỉ cần một chiếc đổ Cũng có thể ngăn cản được chiêu thức của Trần Thực Trước khi nó kịp đánh trúng Phá quỷ lực lượng ẩn chứa Trong cái quyền cước đó của Trần Thực Khả năng dự đoán này Chính là khắc tinh của cái thủ đoạn cận chiến của Trần Thực Hắc oa đẩy mẫu thân Trần Thực đi ra bên ngoài đi dạo Để cho xe lăn bên cạnh hắn Trần Thực ngồi trầm ngâm Trong khi Nguyên anh trong tiểu miếu sâu đầu hắn đang diễn luyện lại các loại pháp thuật. Trong trường bia bên ngoài mộ chân vương có rất là nhiều pháp thuật đủ loại pháp môn. Nếu là người khác tu luyện những pháp thuật này, trước tiên phải tu luyện các công pháp khác nhau, dùng công pháp để phối hợp với những pháp thuật thì mới phát huy được tối đa uy lực. Ví dụ như trước đây Lý Thiên Thanh tu luyện Lục Âm Ngọc Lương Quyết, trong đó pháp thuật lục âm ngọc luân thì cần phải phối hợp với một bộ pháp môn hành công thì mới có thể thi triển hoặc như là sa bà bà tu luyện bát quái hộ thân quyết khi mà công pháp được kích hoạt tám cái loại quẻ tượng không ngừng biến đổi hình thành nên pháp thuật uy lực vô cùng lớn nhưng mà trần thực lại sử dụng một cái môn tiêu lăng đế chuyên công để thúc đẩy tất cả các pháp thuật mọi pháp thuật đối với hắn mà nói đều là dễ dàng nắm bắt hắn có thể nhanh chóng nắm giữ những pháp thuật này là nhờ vào ba yếu tố. Thứ nhất, công pháp tiêu lần đế chuyên công mà hắn tu luyện là một công pháp cấp tiên, bao hàm rất là nhiều đạo lý. Thứ hai, gia gia Trần Dận Đô đã truyền thụ cho hắn rất là nhiều phù lục, mà phù lục và pháp thuật vốn không khác nhau. Phù lục chính là một dạng biến thể của pháp thuật, được in trên giấy hoặc là ở trong không trung. Thứ ba, là cái khả năng lĩnh ngộ của Trần Thực vô cùng cao dù hắn ngồi cạnh mẫu thân nhìn như có vẻ chỉ đang phơi nắng nhưng mà thực chất thì tu vi đạo pháp của hắn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt hắn nắm vững ngày càng nhiều pháp thuật nguyên anh có thể thi chuyển những pháp thuật này một cách dễ dàng thậm chí là có thể nghịch chuyển pháp thuật biến chúng thành phù lục khi hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả các loại pháp thực trên bia đá, thời gian một ngày cũng đã trôi qua mà không ai hay biết. Tới giờ cơm tối, trần thực ngồi lên bàn tập trung ăn cơm ăn no rồi hắn vẫn còn ngồi đó mất nhìn chăm chăm vào cái chén trống trơn mẫu thân trần thực ăn rất là chậm cần nha hoàng hầu hạ mỗi lần đều là người ăn xong cuối cùng trần đường cũng đã ăn xong rồi không vội vã gì mà vẫn ngồi yên chờ đợi khi mẫu thân trần thực dùng bữa xong nha hoàng đẩy nàng rời khỏi hát qua thu dọn chén đũa Lâu chùi bàn cho sạch sẽ mấy lần nữa. Trần Thực vẫn ngồi tại bàn, nhẹ nhàng nói. Hát qua, không cần đóng cửa. Hôm nay, ta sẽ đánh ông ta bay ra khỏi cánh cửa này. Hát qua, muốn định đóng cửa và rời khỏi cái nơi rắc rối này. Nghe vậy lập tức mở toàn cửa ra. Trần Đường mặt không chút cảm xúc, sâu kính nói. Tối qua, ngươi ngủ rất là an lành. Có vẻ như sau giấc ngủ đó Ngươi đã lấy lại được tự tin rồi ha Trần Thực nhìn xuống Tâm tịnh như mặt nước Bình thản đáp Tu sĩ không chỉ cần có thân thể mạnh mẽ Mà còn phải tinh thông pháp thuật nữa Thân thể của ta Chưa luyện đến mức độ đạo thể Nhưng mà nếu tôi luyện thành đạo thể Có thể thi chuyển pháp thực tùy ý Trước kia Tuy ta học nhiều pháp thuật Nhưng mà chưa có tinh thông Nhưng mà sau một ngày khổ luyện ta đã thuần tục tất cả pháp thuật rồi còn chuyển quá chúng thành phù lục có thể tùy ý sử dụng nữa phù pháp vốn không phân biệt khi mà ta tàn tạo phù lục thì pháp thuật của ta cũng đạt đến cảnh giới cao hắn vẫn chưa có đứng dậy mà thản nhiên nói một ngày luyện tập này ta bỗng nhận ra mình mạnh mẽ tới nhường nào đạo thể và đạo thể pháp dụng ta chỉ còn cách một bước chân đường ông có biết không giờ ta đã vô địch trong cùng cảnh giới rồi Ngay cả khi ông sử dụng tu di của thần cảnh Ta cũng dễ dàng hạ được ông Trần Đường ư một tiếng rồi đáp Ừ Có vẻ những người thật sự đã tiến bộ rồi Khi mà người ta có tiến triển Luôn có một loại ảo giác rằng Mình đã vô địch thiên hạ Người dự bước vào giai đoạn đó Ta rất là hài lòng Dù cái lời nói như vậy nhưng mà nét mặt của Trần Đường không biểu lộ chút hài lòng nào. Tiếp tục nói một lát nữa khi mà ngươi khóc thì hãy vừa khóc và vừa lặp lại những điều mà ngươi vừa ngộ ra đấy. Trần Thực cười lớn, Nguyên Anh bay ra hét lớn: "Hừ, cho dù chưa phải là đạo thể nhưng mà Nguyên Anh của ta chính là đạo thể rồi. Nguyên Anh của Trần Thực cao hơn một thước, dáng người thấp bé, toàn thân trắng như ngọc." tỏ ra ánh sáng lấp lánh nguyên anh chỉ một ngón tay xuất ra cái chiều diệt ma tam thức trong tiêu diễn diệt ma tâm quyết hiển hiện dưới cái dạng phù lục trong chớp mắt nguyên anh có trần thực thi kiển diệt ma tam thức tám cái loại phù lục bay về phía trần đường chúng biến từ cái dạng phẳng sang lập thể từ giữa không chung uy lực sắp bùng nổ trần đường chỉ dùng một chiếc đũa nhanh chóng chém chặt cắt đứt cái dòng chảy của các phù lục khiến quy lực của chúng không thể phát huy nguyên anh của trần thực bay lượn nhanh chóng chung quanh hắn lúc lên lúc xuống khi trái khi phải pháp thuật thiên quan tam tuyệt từ trong thiên quan quyết minh ngọc bảo luân từ trong nguyên chương đại pháp kiếm chiều thập tam thức từ trong huyền chân kinh bảo ký triệu long thất pháp ở trong bát uy triệu long quyết đằng xa quyền vũ hộp kích thuật từ trong quy sơn huyền lục với rất là nhiều pháp thuật khác đều được liên tục thi triển ra điên cuồng công kích trần đường chỉ với một chiếc đũa trần đường vẫn có thể dễ dàng ứng phó đột nhiên chiếc đũa bay ra nhẹ nhàng tách thành hai rồi bốn rồi tám nhanh chóng phân tách ra thành nhiều chiếc đũa mỗi cái pháp thuật của trần thực đều bị cắt đứt không thể phát huy được một chút uy lực nào thấy nguyễn anh không thể làm gì được trần đường Trần Thực đá tung cái chiếc ghế dưới chân Đứng dậy và giậm mạnh một cái Lập tức thập tuyệt thiên linh phụ bùng nổ 256 đạo thần phụ bay lượn quanh hắn Chuẩn bị tạo thành cái thập tuyệt trận Để hạ sát Trần Đường Đột nhiên Những cái bóng đổ dày đặc lao đến trong trận pháp Đang hình thành Đột phá trận pháp từ bên trong Trần Thực chỉ cảm thấy 256 đạo thần phụ Đã mất đi toàn bộ hiệu lực Vừa tức giận vừa nôn nóng Hét lên <laughs> Chặn đường ông có dám để ta thi chuyển hoàn toàn một chiêu không? Trần Đường không trả lời, chỉ là im lặng tung ra một loạt bóng đổ về phía Trần Thực. Ngay lúc này Trần Thực cũng nhận ra tình thế bất lợi, cảm giác tê liệt nhanh chóng lan ra tứ chi cùng với ngũ tạng, chỉ còn lại mỗi một cái đầu là có thể có chút cảm giác. Có lẽ Trần Đường cố ý để lại cái miệng của hắn chờ hắn khóc lóc và lặp lại những lời ngạo mạn vừa rồi. Nguyễn anh của trần thực cố gắng kích hoạt ưu tuyền du long kiếm quá thành của luồng sáng đâm thẳng về phía trần đường với tốc độ cực nhanh trần thực vốn nổi danh với tốc độ kiếm khí siêu việt ngay cả trong cảnh giới thần thai hắn cũng đã phá được kỷ lục của bản thân mình vừa ý, kiếm khí được luyện từ vạn lý phi kiếm thuật của hàng sơn tán nhân kiếm khí của hắn có thể phương xa hàng trăm dặm kiếm quan này bất ngờ tên mức làm cho sắc mặt của trần đường cũng thay đổi y vội và vàng chụp lấy hai cái chiếc đũa định chặn lại ưu tuyền du long kiếm nhưng mà một chiêu đó đã rơi vào trong hư không ưu tuyền du long kiếm đâm xuyên vào âm phủ rồi bất ngờ xuyên qua dương gian đâm thẳng vào cổ họng của trần đường trần đường lập tức đứng dậy lùi lại hai chiếc đũa bay ra tiếng đinh đinh vang lên ưu tuyền du long kiếm bị chặn lại linh tính của pháp bảo cũng tắt liệm ngay cả cái con du long bên trong kiếm cũng đã bị chặn đứt mọi cảm giác ngơ ngẩn chìm vào trong giấc ngủ u tiện du lông kiếm rơi xuống đất văng lên cái tiếng lan can nguyên anh của trần thực còn định ra tay tiếp thì đã bị cái bóng đũa điểm trúng lập tức mất đi kiểm soát rơi từ trên không chung xuống <laughs> thật là hổ thẹn nghịch tử này lại khiến ta phải dùng tới ba chiếc đũa trần đường thở phào nhẹ nhõm sau đó nổi giận <laughs> nghịch tử dám sử dụng pháp bảo hả Hất hoa đứng bên ngoài canh cửa Không thấy cái cảnh trần đường bị trần thực ép lui ra khỏi phòng Chỉ nghe cái tiếng trần thực lấp bấm bên trong Ta Ta bỗng nhận ra Ta mạnh mẽ tới nhượng nào Chẳng đường Ông biết không Ta đã du địch trong cùng cảnh giới Hất hoa lắc đầu Cái tay vẩy vẫy qua lại đánh vào mặt của mình Trần Thực thất thần lặp lại những lời ngộ ra trong khi nước mắt rưng rưng. Trần Đường thì dùng một chiếc đũa đếm vào trong chán của hắn, nhẹ nhàng nói. Tội ngủ ngon một chút, đừng suy nghĩ lung tung. Trần Thực gục xuống. Khi hắn tỉnh lại, đó là buổi sáng ngày hôm sau. Trần Thực trở mặt ăn sáng rồi ngồi lặng thinh bên cạnh mẫu thân. Trần Đường bước tới cẩn thận cắt móng tay, chải tóc cho mẫu thân Trần Thực. Trần Thực cũng tiến lên phụ giúp Sơ so bóp kinh mạch giúp mẫu thân của mình Lưu thông khí quyết Sau đó lại tiếp tục đắm chìm Trong suy nghĩ Hắn đang cố gắng nhớ lại những điều Trong tu chân thập thức Hy vọng Từ trong những chiêu thức của huyền vi kiếm kinh Tìm ra sơ hở của trần đường Nhưng mà huyền vi kiếm kinh Tinh diệu vô cùng Kiếm pháp bên trong lại vô cùng thâm hậu khó mà lĩnh hội được trong thời gian ngắn, nó chi tới cái việc tìm ra điểm yếu. Trần Thực dứt khoát chuyên tâm nghiên cứu kiếm kinh, nỗ lực học kiếm thuật. Tới buổi tối, sau bữa cơm, hát qua thu dọn chén dĩa, rồi rời khỏi chính đường, đứng gác bên ngoài. Trần Thực đặt cái thanh u tuyền du long kiếm lên bàn, tự ý không sử dụng nó, mà thấy vào đó là lấy một chiếc đũa từ trong giỏ ra, nói: Ta dùng một chiếc đũa này ép ông phải rời khỏi căn phòng này. Trần Đường nhớ mày nói. Ngươi vừa dứt bỏ cái thứ mình giỏi nhất, dùng cái thứ ta giỏi nhất để đối phó với ta. Ngươi sẽ thua càng nhanh hơn thôi. Trần Thực dùng đũa làm kiếm, thoáng một cái, trong vòng tràn ngập bóng đũa, vù vù vang lên. Nhưng mà ngay sau đó, cái bóng đũa đã tan biến, Trần Thực đã ngã xuống bàn mà ngủ tiếp đi. Trần Đường bèn cổng hắn, đưa về giường bên trong phòng ngủ. Lần nữa tỉnh dậy, Trần thực chợt tỉnh ngộ. Chẳng đường nói, ta dứt bỏ cái thứ mình giỏi nhất. Vậy ta giỏi nhất là thứ gì? Chính là bản năng chiến đấu, là ý thức tấn công của ta, là tốc độ đủ nhanh, thời điểm ta ra đòn chuẩn xác. Ta không thể nào học hết tất cả pháp thuật thần thông, không thể biết hết được tất cả công pháp của người khác mà ta cũng không cần phải biết những thứ đó. Chiêu thức tốt nhất là khiến địch nhân không thể thi triển ra chiêu thức. Hứ? Chẳng đường có thể đón trước được thế trận, nhưng chỉ cần ta làm tới mức cho dù ông ta có đón được cũng không thể ngăn cản được. Ông ta nhất định sẽ bị ta ép ra khỏi chính đường. Những phiền muộn trong lòng hắn tan biến, Trần Thức ngồi dậy, rửa mặt đánh răng. Sau khi dùng xong bữa sáng thì hắn nói với Trần Đường. Ta đã nhiều ngày chưa tới quảng tích khố Hôm nay phải ghé qua đó một chuyến mới được Trên đường kẻ gật đầu Nói ừ. Trên đường Nhớ cẩn thận Trên thực dẫn theo hát hoa Ngồi xe rời khỏi Chỉ khi Con cánh quảng tích khố bốn năm dặm Tại ngã ba đường Thẩm hồng nương ngồi trong kiệu Vậy cái chiếc khăn tay Xu đi cái nắng oi bức của ngày hôm nay Đừng chủ đã tới giờ mùi rồi Họ trần kia chắc chắn hôm nay cũng không có tới chợ cơ. Người phu kiệu Ngước đầu lên Nói Chúng ta quay về, về thôi Dù sao bây giờ cũng không còn nhiều gia súc đang mang thai nữa Thẩm hồng nương Vẫn còn không cam lòng Nhưng cũng hiểu rằng Nếu mà trần thực có ý định đi tới Thì giờ này đã đi tới điểm danh từ lâu rồi Tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Nhiều khả năng là không định tới <laughs> Mọi người đều nói trần đường liêm khiết Ta thấy hắn cũng là cái kẻ tham ô Đưa nhị tử của mình tới quan tích khố Ăn bóng lộc mà không làm gì Thẩm hồng nương tỏ vẻ bất mãn Lạnh lùng nói Giống như những cái kẻ khốn khổ như chúng ta Phải trước mặt bọn họ Gọi bọn họ là lão gia Nãy nãy Thì mới miễn cưỡng kiếm được một chút bạc để sống tạm qua ngày <laughs> Chúng ta đi thôi, không đợi hắn nữa Cái đám một đồng lùa đàn bò dây đi qua Mấy con gia súc mang thai Mà bọn họ vất vả lắm mới thu thập được Vậy chứ còn lại có bốn năm con Vài phụ nhân chờ sinh Cũng không cầm cự nổi Mà đã sinh con trước đó vài ngày Cái đám một đồng lùa bò dây đi trước Phu kiệu nhất kiệu đi theo sau Mấy hán tử trong quán trà Cùng với lão hán bán nước Cũng dọn dẹp đồ đạc Chuẩn bị quay về Tây Kinh Mọi người lẩm bẩm chửi bới rồi cùng nhau đi dọc theo cái con đường quan đạo quan tích khố chứa đầy hỏa khí năm xưa từng xảy ra một trận đại nổ kinh hoàng quét sạch mấy chục dặm nơi nó đi qua người ngựa tan sát cây cối cũng không còn nhà cửa bị quỷ sạch vì vậy không ai dám tới gần nhưng khi cái đám người vừa mới lên đường thì từ đằng xa bỗng thấy một cỗ xe gỗ đang chạy tới lướt qua mấy hán tử và lão hán bán nước đi thẳng vào trong cái đàn bò dây mấy hán tử trợn to mắt lập tức dừng bước quay người lại ngay ngóc nhìn thiếu niên quan sai ngồi trên cái cổ xe gỗ mấy nữ tử và một đồng cũng ngây người nhìn xe gỗ của trần thực đang chuẩn bị lướt qua cái đàn bò dây người phu kiệu nhất kiệu cũng nhìn thấy trần thực tim đập thình thịch run rẩy nói được đừng chủ thẩm hồng nương vén rèm kiệu Nhìn thấy chiếc xe gỗ đang tiến tới Không khỏi sắc mặt đại biến Nói thì chậm Chứ lúc đó chiếc xe gỗ đã lướt qua đàn bò dê Lướt qua ngang cái kiệu của thẩm hồng nương rồi Tim thẩm hồng nương đập loạn xạ Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ Bọn họ bố trí ở đây Mục đích chính là muốn trừ khử trần thực Báo thù cho dục đô tiết di nương Giúp công tử lỡ bỏ một cái mối quả tâm phúc Không ngờ bọn họ đã đợi từ lâu như vậy cái cơ hội đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt đây rồi Thiếu niên trên xe gỗ cũng như nhận ra điều gì đó Quay đầu nhìn về phía cái kiệu Thẩm hồng nương vừa há miệng Định hô lớn ra lệnh hành động Thì bất chợt cảm thấy cổ của mình lạnh buốt Một cái đạo kiếm quan tự như là dòng nước Từ bên kiệu đâm xuyên vào Xuyên thẳng qua cổ họng của nàng Nguyên thần của thẩm hồng nương thoát ra khỏi thân thể Cùng lúc đó Trần Thực cũng đã vuông một chưởng Làm kiệu bể tan Nằm ngón tay mang theo tia sét mạnh mẽ đánh mạnh vào nguyên thần của nàng trầm lên một tiếng nguyên thần của thẩm hồng nương bị ngũ lôi pháp đẩy lùi hàng dặm lân lộn trên mặt đất hoang ngay bên cạnh nàng trần thực giơ tay đánh mạnh vào sâu gáy tạo nên một cái vết lõm thật sâu mắt của nàng gần như là lồi ra khỏi hốc mắt nguyên thần của thẩm hồng nương gào thét lao tới trên xe gỗ có một chiếc lọng bay lên lơ lửng trên không trung rộng cả mẫu cao trường khoảng mười trượng dưới cái tháng lộng thần quang rực rỡ thần ma ca tụng vang dội cái chiếc lộng này bay lên xoay tròn rồi nhanh chóng thu nhỏ lại những một đồng hán tử cùng lão nhân bán trà cũng đều bị hút vào bên trong cái chiếc lộng này càng lúc càng nhỏ cán lộng rơi vào trong tay của trần thực trần thực dốc lực vung một cái từ trong cái lộng máu và xương nát bấy ào ào ra đánh không lại chẳng được không lẽ ta cũng không đối phó được các ngươi Đã kết thúc tập 137 của bộ truyện Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nếu các bạn thấy hay Hãy cho thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha Hẹn gặp lại các bạn ở tập 138 của bộ truyện Đại Đà đạo chi thượng của tác giả Trạch Dư nhé.